Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi dần. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi dần chi tiết nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi dần âm lịch, sao Thái Dương xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới để bản mệnh có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống của mình dù hiện tại khó khăn hay trở ngại đi chăng nữa thời gian này bản mệnh rất ham học hỏi và điều này đang dần giúp cải thiện chất lượng công việc của mình thậm chí bạn còn có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ cho công việc tưởng như chỉ có sự nhàm chán đều đều bao lâu này bản mệnh lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc có khả năng bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn họ sẽ hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong các nhiệm vụ khó mà bạn không phải khi nào cũng có thể tự làm một mình được nguyệt lệnh lâm cung sinh mang tới vô vàn cơ hội mới đang mở ra trước mắt người tuổi dần để giúp bản mệnh thực hiện ước mơ của mình khi nhiều cơ hội mới mở ra trên con đường sự nghiệp thì cũng là lúc bạn phải cân nhắc rất nhiều với các lời mời làm việc hoặc hợp tác sẽ xuất hiện vào thời điểm lúc này bạn cảm thấy điều gì cũng có ưu điểm có những điều hay ho cuốn hút bạn vì thế lúc này bạn đừng quên hỏi han thêm những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên quý giá đấy nhé Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi 2021, những khó khăn về tiền bạc đã cho con giáp tuổi dần một bài học rất lớn, nhờ đó mà từ đây bản mệnh có quyết tâm cao trong việc tiết kiệm tiền và tìm kiếm các cơ hội để sinh ra tiền bạc. Tài vận của bản mệnh lúc này được cải thiện rõ rệt trong tháng này, nhất là khi có chính tài nâng đỡ, vì thế, bản mệnh chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may của mình nhé nếu đối diện một chút trở ngại thì cũng hết mình tập trung tìm cách xử lý bạn sẽ sớm thấy những cánh cửa mới hé mở ra trước mắt mình đấy hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình thường xuyên vì bạn sẽ tìm ra cách thức phù hợp cho mình thôi đặc biệt nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu để học hỏi thêm Hãy thu lượm thật nhiều kiến thức cho mình vì đầu tư vào chính bản thân mình mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Tử Vi tháng 2 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện tình duyên. Tử Vi tuổi dần 2021 cho biết tháng mới này có thể thấy đời sống tình cảm của người tuổi dần cũng vô cùng xuân sẻ. Hai vợ chồng bản mệnh cùng hỗ trợ, động viên nhau cùng làm ăn, kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương. Sao Thiên Diêu Che trở giúp cho đời sống tình cảm của người tuổi dần độc thân trở nên rực rỡ, vui tươi hơn bao giờ hết. Vì thế, bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nên mở lòng mình ra để đón nhận những điều tốt đẹp đang tới với mình. Nhất là các nàng độc thân có đời sống tình cảm thăng hoa khi bạn tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng, khiến nhiều người không thể rời mắt. Các nàng đã có chủ cũng có nhiều giây phút mặn nồng bên người yêu tình cảm với anh chị em trong gia đình, hàng xóm láng giềng lúc này cũng rất tốt. Bạn nên nhớ rằng, bán anh em xa mua láng giềng gần, vì trong lúc bạn gặp khó khăn thì người ở gần luôn giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều so với những ai ở xa. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi dần âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi dần tháng 2 năm 2021 này khá bất ổn và không hề tốt cho những ai đang có bệnh sẵn trong người lúc này ngoài việc chữa trị theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa thì điều bạn cần tập trung đó là sự lạc quan với cuộc sống của mình nếu bản mệnh là người thân thể có nhiều bệnh tật chưa có điều kiện thăm khám đầy đủ hãy nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh mình đừng một mình chịu đựng như thế sẽ không có lợi cho bạn chút nào đâu ngũ hoàng bay về tây bắc không tốt cho những ai thường có bệnh ở đầu nhất là tiền đình nếu có thể bản mệnh nên đi học thiền yoga để giữ cho cả thân lẫn tâm được cân bằng ổn định Đừng nghe ai đó khuyên uống thuốc này, thuốc kia là vội làm theo mà không biết rằng cơ thể bạn có thích nghi được với chúng hay không. Nhiều dấu hiệu cho thấy nếu đi xa thường gặp nhiều trở ngại, lúc này, thời tiết vẫn lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ ấm khi cần thiết. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần tháng 2 âm lịch năm 2021. 1. Canh dần. Mộc. Nam Mộc Đức. Nữ Thủy Diệu khẩu quyết hãy xem mọi thứ như giấc mộng thức dậy vào mỗi sáng bạn có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới quý nhân sửu thìn tiểu nhân hợi dậu màu sắc may mắn hồng vàng hai nhâm dần kim nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết chuyện tình cảm chớ nên vội vàng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên quý nhân ngọ mùi tiểu nhân thân tuất màu sắc may mắn đen hồng ba giáp dần thủy nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, đừng cố gắng kiểm soát ai đó, bạn sẽ cũng không làm chủ cuộc sống của mình được nữa. Quý nhân, tị, hợi. Tiểu nhân, thân, thìn. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. 4. Bính dần. Hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, nếu bạn càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều mà thôi. Quý nhân, mão, mùi. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 5 mậu dần thổ nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết đừng quá lo lắng cho tương lai hãy làm thật tốt ở hiện tại quý nhân sửu hợi tiểu nhân tị tuất màu sắc may mắn trắng hồng người tuổi dần có con đường tài lộc khá sáng sủa sau ngày vía thần tài nhất là những người làm kinh doanh buôn bán nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều có người còn phát tài to mặc cho tình hình làm ăn kinh doanh chung vẫn khá ảm đạm bạn còn có lộc trời ban, ví dụ như nhận được những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Đó có thể là khoản cho vay đòi lại được hoặc một khoản hoa hồng nào đó. Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa bạn có thể chủ quan, nếu bạn chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kỹ trước khi tiêu tiền. Với người làm công ăn lương, có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng nếu hoàn thành tốt dự án vừa được giao. Xem thêm cách đề xuất tăng lương cho 12 con giáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.